Hello, xin mến chào tất cả anh em và xin mến chào tất cả các bác. Thì ngày hôm nay thì em có bóc hộp và test hai chiếc cục đẩy lưới Agotic PL2.18, một trong những cục đẩy công suất 2 kênh với 1800W trên một kênh ở chế độ 8 ohm. Thì với những mẫu cục đẩy này thì sẽ sử dụng cho anh em chuyên những dòng xúc ghép, ví dụ như anh em có thể đánh với từ 220 côn 100 hoặc cao hơn, anh em có thể chơi với từ 208 côn 125 anh em nhé, hoặc côn 130. Thì với cái mẫu cục đẩy này thì đánh bao căng, bền bỉ và mát máy. Thì hôm trước cũng đã có hàng về, thì cũng đã lên video để giới thiệu với tất cả anh em là thông báo và có hàng về anh em nhé. Thì anh em xem được cái video đó và anh em biết có hàng về thì ngày hôm nay, sau ngày có hàng về luôn anh em nhé, anh em đã đặt hai chiếc cục đẩy lưới Agotic PL2.18. Và ok, đây là cái phiếu mà bên em đã lên đơn cho anh em. Thì một bác ở Bà Rịa Vũng Tàu, thì con này phí ship nó sẽ là 406.000 anh em nhé. Thì với cân nặng của con này thì tầm khoảng 43 đến 44 kg là khi bên em đóng vào tới tất cả anh em. Và với những con này thì 9.8 triệu là chưa bao gồm phí ship, và bác cũng cọc trước cho bên em đó là 500.000 đồng rồi, một con đầu tiên về Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. Và con thứ hai gửi cho bác Hoàng Văn Thông cũng 2.18, thì con này về Krông Bắc, Đắk Lắk. Thì con này nó sẽ dư tầm khoảng 444.000. Thì nó sẽ dao động, và cái cân nặng của nó thì bên em sẽ hầu như là sẽ ăn gian ăn bớt cho anh em một chút để giảm được một chút phí ship anh em nhé. Bác này thì cũng cọc trước cho bên em đó là 500.000 đồng rồi, mà tổng số tiền như anh em có thể nhìn thấy 9.744.000. Thì cũng báo rõ với tất cả anh em qua các video đó là những cục đẩy công suất này thì phí ship nó sẽ dao động ở tầm khoảng 300.000 đến 400.000 và có thể có hơn. Nên anh em có thể thấy là với cái mức giá hầu như là anh em nếu mà muốn lấy thì bên em chỉ cần thêm cho 300.000 thôi, mà rất nhiều anh em cũng đã mặc cả về cái phí ship. Thì lưu ý tất cả anh em là như vậy thì bên em sẽ không bao ship nữa, và tùy theo anh em có thể trả phí ship với lại bưu điện thôi, còn cọc trước cho bên em đó là tối thiểu 500.000 đồng anh em nhá. Và ok, quay lại với cục đẩy này thì cục đẩy này thì có hỗ trợ cả đường cắt súp luôn anh em nhá. Thì em cũng bật lên và em cũng test hàng luôn, gửi cho hai bác khách hàng. Thì với dòng này thì đều là hàng mới, hàng bóc thùng, nguyên đai, nguyên kiện hết. Thì bóc ra, test lên tiếng là có thể gửi từ tất cả anh em rồi. Và với những mẫu này thì chắc là không phải test để ngoài trong nhà này có thể chịu được với công suất, với cái tải của nó 1800W được anh em nhé. Thì những dòng này thì chuyên cho anh em đi với những cái dòng sự kiện ngoài trời, anh em đánh với những dòng xúc ghép thì nó mới phát huy được cái tác dụng, cái công lực của nó được. Quạt gió đây, hiện tại thì em đang bật hai chiếc nhưng quạt gió vẫn rất là êm anh em nhé. Đấy, rất là êm luôn. Dây đây thì em cũng đã cắm nối trước rồi, test từng kênh một đây. Rắc tín hiệu vào trực tiếp vào đẩy và từ đẩy ra loa luôn anh em nhé. Đánh có một loa thôi, để test từng loa một anh em nhé. Test từng loa một, đây. Hơi nhích tí rồi anh em nhé. Hơi nhích tí anh em, giảm xuống này. Hơi nhích tí rồi. Quá căng luôn. Và đây em đang đánh với loa full luôn anh em nhá. Đánh với loa full thôi. Nhưng cái tiếng bát anh em có thể nghe thấy là đánh rất là lực đúng không ạ? Một phần lực là do nó sử dụng đó là sò Toshiba kết hợp với mạch Clutch H. Thì với những dòng sò Toshiba thì tiếng nó tối thì hay được sử dụng trong các dòng cục đẩy đánh súp. Còn các dòng cục đẩy đánh full thì anh em hay sử dụng đó là những sò NGV kép kết hợp với mạch Clutch H. Thì khi đó tiếng full của anh em nó sẽ hay hơn, đánh nó sẽ lực hơn anh em nhé. Đấy, và rất là ok luôn, đánh tiếng rất hay đúng không ạ? Bát đánh rất lực đấy. Ok, và em sẽ chuyển sang kênh thứ hai, chuyển sang kênh tiếp theo anh em nhá. Chuyển mỗi cái rắc thôi, không có gì phải chuyển cả, chuyển mỗi cái rắc tín hiệu thôi. Ok, lên luôn anh em nhá, lên luôn chất âm luôn. Dòng này thì chắc là test nó rất là nhàn thôi, chả có gì cả. Đấy. Quá ok rồi đúng không ạ? Dòng này anh em đánh chỉ cần không cần báo đèn thôi là nó rất ok rồi. Đây, tắt đi nhá. Khi mà nó lên tiếng nó không báo đèn, nó báo mỗi đèn active này, đèn màu xanh này, và khi nó báo các đèn tín hiệu là các đèn màu vàng này nó nhấp nháy thôi là ok. Nó không báo đèn Protect hay báo đèn clip là ok anh em nhá. Đấy. Và cũng nhiều anh em cũng hay thắc mắc là tại sao con này dơ le lại ngắt chậm như vậy. Thì cái đèn bóng đèn này, nhiều anh em hay thấy dơ le thì nó ngắt rất sớm, nhưng bóng đèn này thì nó sẽ ngắt hơi chậm hơn một chút. Đấy, để nó bảo vệ mạch cho anh em, bảo vệ mạch cho anh em nhé. Đấy, một chút sau
khoảng tầm 5-7 giây đấy thì bắt đầu nó mới ngắt những cái đèn này, thì anh em mới sử dụng rất ok hơn. Đấy, mạch bảo vệ con này rồi cực kỳ tốt. Đấy. Tiếng đánh rất căng, đúng không? Tiếng đánh rất căng. Và ok, em sẽ quay về cái mặt đằng sau để cho các bác và anh em cùng xem. Con này thì hỗ trợ cả mạch cắt súp luôn anh em nhé. Mạch cắt súp luôn thì anh em có thể cắt súp, cắt cốt trên dòng này được. Rắc ra loa thì nó hỗ trợ cho anh em, đó là rắc speaker hoặc là những cái cầu xoắn, cầu gài này. Có hai loại rắc để cho anh em có thể sử dụng. Một là anh em có thể dùng cầu gài, hai là anh em dùng speaker. Và speaker này thì nó có speaker cho cổng bridge luôn anh em nhé. Speaker cho bridge luôn. Đấy. Bridge anh em có thể không đấu vào hai đỏ này mà anh em đấu vào cái cầu giữa này rất là được. Đấy, các cầu đánh như steel panel hay bridge thì em sẽ gạt cho anh em, đó là hết vé steel. Có nghĩa là cắm vào cổng nào thì sẽ ra cổng đó. Cắm vào 1 nó sẽ ra 1, cắm vào 2 sẽ ra 2 anh em nhé. Và các cái chế độ đánh như 0.75, 1.0, 1.4V. Thì đây là cái sensitivity, độ nhạy tín hiệu đầu vào thôi. Thì em sẽ để cho anh em 1.0. Và cái dòng thứ hai này, nó là cái dòng để cho anh em có thể cắt súp này. Cắt súp này thì nó sẽ cắt từ 30Hz đến 150Hz. Các giải tần này của nó thì nó không thể rộng được bằng những cái dòng crossover hoặc vang số. Anh em sử dụng cắt thì nó sẽ tiếng nó sẽ hay hơn. Đấy, khi cắt lên thì anh em hãy gạt hết lên để nó on, thì nó sẽ cắt từ 30Hz đến 150Hz. Có anh em có crossover, có vang số rồi thì anh em tắt đi, sử dụng những cái cắt cốt trên những dòng vang sẽ tốt hơn. Limit dặn giới hạn tín hiệu này. Đây. On và cái grounding này là lấy mát trong cái mắt ngoài thôi. Dây nguồn thì rất là to, hai quả gió mà đằng sau thôi anh em nhá. Đấy thì ok, em cũng xin dừng cái video ở đây và cũng test lốt chiếc cục đẩy bên trên để gửi cho bác khách thôi. Thì cũng rất cảm ơn hai bác cũng đã tin tưởng và đặt hai cái sản phẩm cục đẩy bên em, Lưới Agotic PL2.18. Những cục đẩy công suất rất là khỏe, trâu bò để cho anh em có thể chơi súp anh em nhá. Giá em xin nhắc lại 9.800.000 đồng là bên em chưa bao gồm phí ship. Cảm ơn anh em xem video. Chào tất cả anh em, nhớ like, đăng ký kênh xem các video mới nhất. Chào tất cả anh em ạ.